vì các bạn chưa nắm cho nên thầy giảng lại. Hôm nay chúng ta học bài fetal circulation, tuần hoàn thai nhi. Các bạn nhìn vô cái hình của cái fetal circulation này, các bạn sẽ thấy từ cái bánh nhau ta thấy một cái mạch máu rất là lớn, đó là cái tĩnh mạch rốn. Tĩnh mạch rốn mang máu đỏ từ mẹ, tức là máu có nhiều chất dinh dưỡng và oxy đi qua để nuôi em bé. Các bạn thấy là vì nó là máu sạch cho nên nó không đi ngang qua gan, tức là nó không có đi vào trong gan mà nó đi tắt ngang gan. Sau đó nó đi lên, nó đi vào tĩnh mạch chủ dưới. Lên tới đây các bạn sẽ thấy có một hình rất kỳ lạ. Đó là máu từ tĩnh mạch chủ dưới đỏ tươi khi vào tâm nhĩ phải, thì ở người lớn tâm nhĩ phải máu đỏ tươi, nhưng ở em bé trong bụng mẹ thì nó lại không phải đỏ tươi mà lại là máu xanh, có nghĩa là máu không được sạch. Rồi máu của tâm thất phải thì lại là máu tím. Máu tím có nghĩa là sạch hơn máu xanh. Như vậy từ một cái máu đỏ tươi gặp một cái dòng máu dơ từ trên đầu đổ xuống, thế là từ dưới chân, từ dưới tĩnh mạch chủ dưới đổ về máu đỏ tươi, từ trên tĩnh mạch chủ trên đổ về máu dơ, hai cái hòa lẫn lại thì có một luồng máu đỏ tươi rất mạnh, nó đi thẳng qua bên từ tâm, nó đi lòn ở trong đó. Các bạn nhìn nè, cái mũi tên này, đúng là mũi tên này phải vẽ đỏ tươi mới đúng, tức là nó phụt ngang qua đây và nó đi thẳng qua bên cái tâm nhĩ trái luôn. Các bạn tưởng tượng giống như các bạn đứng trước ngoài một ngày ngã ba sông, các bạn sẽ thấy có một dòng sông ở trong rạch chảy ra ngoài một cái dòng sông lớn và chảy băng qua bên kia sông, qua đạp qua phía bên kia sông, mang một cái dòng nước đúng như cái dòng nước của phía trong rạch chảy ra, nó không hòa vào cái dòng sông lớn. Thì đó, trong trường huống này nó cũng y chang như vậy. Một cái dòng máu từ ở dưới tĩnh mạch chủ dưới băng thẳng từ cái đi vào trên tâm nhĩ phải và đi luôn qua tâm nhĩ trái đỏ tươi. Ngược lại có một lượng thì sẽ hòa vào cái máu từ trên đầu đổ xuống và sẽ đi xuống thất phải, trong trường hợp này máu dơ. Rồi thì cái máu mà đỏ tươi đi từ tâm nhĩ phải qua tâm nhĩ trái đó, qua một cái lỗ ta gọi là lỗ foramen oval. Các bạn nhớ rằng chút xíu chúng ta sẽ gặp cái đề thi đó, đó. Máu đó đỏ tươi và sau đó nó sẽ đi xuống thất cái, rồi đi vào trong van động mạch chủ và đi thẳng lên trên cái cung động mạch chủ ngực, vậy đi lên đầu. Vì cái đầu của chúng ta cần máu sạch, ta không thể lấy cái máu tím này đưa lên đầu được. Nhưng cái máu tím thì lại thay vì đi lên phổi, vì phổi đang còn bị xẹp, hai cái phổi còn đang xẹp, cho nên cái máu tím đó nó đi thẳng qua động mạch chủ, qua một cái người ta gọi là ống động mạch. Các bạn thấy chưa? Ductus arteriosus. Và nó sẽ xuống nuôi ở chi dưới, nuôi thận và nuôi chi dưới. Còn cái mà đi lên đầu là máu đỏ tươi. Sau đó nó sẽ hòa quyện lại, để các bạn có thấy nó về bằng hai cái động mạch rốn máu dơ. Từ động mạch rốn này sẽ đổ về tử cung của mẹ, từ tử cung của mẹ máu sẽ về gan. Tới đây ta sẽ hỏi máu từ tử cung của mẹ về gan có đi vào trong gan hay không, hay là đi tắt giống như hồi nãy máu của mẹ qua con cũng đi tắt, không đi vào trong gan. Bây giờ máu của mẹ từ tử cung đi về tim phải đó, đi tắt ngang gan hay là đi vào trong gan, ta sẽ nhắc lại trong một buổi học có liên quan tới cái đề thi của gan. Như vậy tới đây các bạn nhớ giùm cho thầy, máu ở tĩnh mạch chủ dưới của em bé đi vào trong tâm nhĩ phải rồi đi thẳng qua tâm nhĩ trái, rồi đi xuống tâm thất trái và đi thẳng lên đầu, đó là máu đỏ tươi. Còn lại máu từ bên tĩnh mạch chủ dưới vào tâm nhĩ phải rồi một phần sẽ pha với máu từ trên đầu đổ xuống, thành ra cái máu dơ đổ xuống tâm thất phải rồi đi thẳng qua động mạch chủ, qua động mạch phổi, đi thẳng qua động mạch chủ luôn qua cái ống động mạch và đi xuống chân chứ không có lên đầu, vì máu này máu dơ không có đi lên đầu. Giống như con tôm cứt nó lộn lên đầu, còn người ta thì không được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đề thi. Tới đây các bạn Đào Thúy Anh và một số bạn phải rút kinh nghiệm, không có được trả lời sai nữa. Tới đây đề thi của chúng ta là, mời bạn đọc lại và chọn đáp án lại.
Đọc lại luôn hả thầy? Đọc lại, chọn đáp án lại. In an aneurysm, blood flows from the right atrium to the right ventricle, then out to the... Dạ, em chọn câu B. Đúng rồi đó, thấy không? Thì giảng kỹ như vậy. Thì lớp trưởng thấy chưa, bây giờ chúng ta đâu có còn sợ. Đâu có còn sợ đề thi nữa. Chúng ta sợ là bởi vì chúng ta không nắm bài. Rồi, bạn thứ hai, bây giờ chúng ta có 10 câu. Bạn thứ hai là bạn Hà Đào. Bạn thứ ba là bạn Mẫn Phạm. Bạn số 4 là bạn Nhân Nguyễn. Bạn thứ năm là bạn Bùi Thảo Vi. Bạn số 6. Bạn số 6. Thầy ơi, anh Nhân nó dự giờ. Anh nào từ gãi lên dự giờ phải ghi chữ dự giờ, nếu không thầy dục ra ngoài đó nha. À, anh Nhân của mình đó hả? Anh... À, trọng nhân đó thầy. À, trọng nhân hả? Rồi. Nhớ trọng nhân cũng không có ngoại lệ. Anh là lớp trưởng kia nhưng anh vô đây anh vẫn phải ghi chữ dự giờ. Số 1, Đào Thúy Anh. Số 2, Hà Đào. Số 3, Mẫn Phạm. Số 4, Thảo Vi. Số 5, Vinh Quang. Số 6, Trâm Anh. Số 7, Thanh Giang. Số 8, Quỳnh Châu. Số 9, Mai Thương. Và số 10, Minh Thiện. Rồi, chúng ta bắt đầu đi tiếp. Như vậy các bạn sẽ thấy không có gì phải sợ đề thi cả. Rồi, bạn số 2. Dạ thầy, câu số 2 là in a fetus, the lungs are non-functional and can be ở trong thai nhi thì phổi sẽ không có chức năng, và câu A là sẽ bypass là đi vòng qua đi tắc. Cô B là sẽ bị phình lên. Cô C là được cung cấp bởi máu nghèo oxy. Máu giờ. Cô D là được cung cấp bởi máu giàu oxy. Máu sạch. Yeah. Thì em chọn câu A, ở đâu câu B ạ? Câu A đi tắt. Phổi sẽ đi tắc từ chúng ta nhìn máu đây. Sẽ đi tắc từ phổi. Chúng ta nhìn đây, máu từ tĩnh mạch chủ dưới sẽ đi xuyên qua cái khi mà nó xuyên qua tâm nhĩ phải rồi xuyên qua tâm nhĩ trái luôn á, thì nó sẽ là mang máu đỏ tươi lên đầu. Còn cái máu dơ nó sẽ đi ngang qua cái động mạch phổi và nó đi tắc luôn qua động mạch chủ, nó không có đi vào phổi, thấy chưa? Cho nên đề thi của chúng ta, ta sẽ chọn bypass. Ok, được chưa? Rồi, bạn số 3. Dạ, thưa thầy. This is the opening in the fetal heart that allows blood to move directly from the ventricle. Dạ, là đây là cái lỗ trong trái tim của thai nhi cho phép máu di chuyển trực tiếp từ thận phải sang nhĩ trái. Cái loa của em không nghe được. Dạ. Alo, thầy nghe chưa thầy? Bây giờ nghe rồi, nãy không nghe. Dạ, vậy em đọc lại nha thầy. Ừ. This is the opening in the fetal heart that allows blood to move directly from the right to the left atrium. Dạ thưa thầy, là đây là cái lỗ để cái lỗ của tim thai nhi để máu di chuyển trực tiếp từ nhĩ phải đến nhĩ trái. Dạ thưa thầy, câu A là foramen ovale, câu B là umbilical artery, câu C là umbilical vein, câu D là pulmonary bypass. Dạ thưa thầy, là em chọn câu A, cái lỗ thông liên nhĩ. Ok. Rồi. Bạn số 4. Dạ thưa thầy. The fetus receives on a feed oxygen and nutrients from the mother through the là cái thai nhi nhận oxy và chất dinh dưỡng từ người mẹ thông qua A là tĩnh mạch rốn, B là động mạch rốn, C là lỗ thông liên nhĩ và D là tĩnh mạch phổi. Để anh chọn câu A. Ok, bây giờ ta coi lại coi.
Máu của thai nhi sẽ nhận oxy và chất dinh dưỡng từ máu mẹ qua qua a. Ok rồi, rồi số 5. Không, chúng ta đâu có còn sợ đề thi nữa đâu. Okay. Dạ thưa thầy Vinh Quang, câu số 5. Carbon dioxide and other wastes are passed through the fetus from the fetus to the mother through the umbilical artery, là động mạch rốn, B umbilical vein là tĩnh mạch vốn, tĩnh mạch rốn, C foramen ovale tức là lỗ bầu dục, D pulmonary artery tức là động mạch phổi. Và dịch câu hỏi là CO2 và những cái chất thải khác thì được dẫn từ cái thai nhi sang cơ thể người mẹ qua. Vậy thì con chọn là câu A. Okay. Động mạch rốn. Đúng rồi, chúng ta phải sửa này lại là số nhiều mới đúng. Tại vì tới hai động mạch rốn rồi. Rồi sau khi làm xong thầy sẽ sửa lại. Rồi bạn thứ sao? Dạ thầy, the concentration of hemoglobin in the fetal blood is about greater than in maternal blood. Dạ là cái nồng độ hemoglobin ở trong máu của thai nhi nó hơn bao nhiêu phần trăm hơn so với máu của mẹ? Dạ em nghĩ là câu A. Ok. Yeah. Rồi, ta cũng không biết tại sao câu A, để lát là tính. Rồi, cái này hên xui. Câu này hên xui. Rồi. Rồi, bạn kế tiếp số 7. Dạ. In the fetus, this structure temporarily transferred from the pulmonary trunk into the aorta. Trong tuần hoàn thai nhi thì cái cấu trúc tạm thời chuyển máu từ thân động mạch phổi vào động mạch chủ. A fossa ovalis, B foramen, A là hố bầu dục, B foramen ovale lỗ bầu dục, trabecular canal bè cơ tim, ductus arteriosus là ống động mạch. Vậy em chọn câu D. Ok, thank you. Đề này có 7 câu à, nãy thầy nhớ lộn. Rồi chúng ta bấm submit. Được yeah. Chúng ta quên ARS. Lấy ARS của thầy. Đã. Rồi. Submit. Ok. Được chưa? Rồi, ta coi kết quả. View score. Rồi. Total 7/7. Tức là đúng hoàn toàn. Được chưa? Như vậy, các bạn thấy đổi phương pháp này học còn sợ đề thi nữa không? Không.